khoảnh khắc Trung Quốc đánh sập cùng lúc 15 tòa nhà cao tầng trong nháy mắt. Trung Quốc cho đánh sập đồng loạt 15 tòa nhà cao tầng thuộc một dự án bị trì hoãn lâu năm dẫn tới các công trình bị xuống cấp nghiêm trọng. Cuối tháng trước, Trung Quốc đã phá hủy 15 tòa nhà cao tầng thuộc dự án Lijiang Star City giai đoạn 2 ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Hàng chục nghìn người đã theo dõi vụ nổ. Các công trình có trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, 154 triệu USD bị đánh sập trong 45 giây. Theo Tân Hoa Xã, 4,6 tấn thuốc nổ đã được đặt tại 85.000 điểm xung quanh tòa nhà. Vào ngày diễn ra vụ nổ, hơn 2.000 hộ gia đình với khoảng 5.300 dân sống gần đó đã được sơ tán. Việc xây dựng 15 tòa nhà cao tầng bắt đầu năm 2011 do công ty vận hành và phát triển nhà ở Côn Minh Tây Sơn thực hiện. Dự án được chia làm 4 khu vực thi công A1, A2, A3 và A4. Vì thiếu vốn, công ty quản lý và phát triển bất động sản công nghiệp Tín Vân Nam đã tiếp quản dự án vào năm 2012. Do nhiều yếu tố khác nhau, việc xây dựng lại bị tạm dừng vào năm 2013. Việc thi công công trình được tiếp tục tiến hành trên khu A2 và hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, việc xây dựng 15 công trình trên 3 khu còn lại tiếp tục bị đình trệ và chính quyền địa phương đã quyết định sẽ bàn giao dự án cho một bên khác để khởi động lại công việc. Tháng 12 năm 2020, công ty bất động sản Vân Nam Hồng Hà mua lại được quyền tiếp quản dự án với số tiền 979 triệu tệ. Theo Min News, 15 tòa nhà bị đánh sập vì đã xuống cấp sau một thời gian bị bỏ không, khiến nước mưa tràn vào nền móng của các tòa nhà, gây thiệt hại không thể khắc phục được.